nhân danh cha và con và thánh thần amen cộng đoàn rất thân mến chúng ta được lời chúa mời gọi và quy tụ về nơi đây để chính lời chúa đi vào trong cuộc sống giúp cho mỗi người chúng ta khám phá ra ý nghĩa đẹp mà chúa đã mời gọi giúp cho mỗi người chúng ta được chìm ngập trong chính lời của ngài và lời ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu từ xứ Galilea đến với Gioan ở sông Jordan để ông làm phép rửa cho. Nhưng ông Gioan can rằng, chính tôi cần được ngài làm phép rửa. Thế mà sao ngài lại đến với tôi? Chúa Giêsu trả lời: Bây giờ hãy cứ làm như vậy vì chúng ta nên làm theo cách đó để hoàn tất mọi điều công chính. Bây giờ ông Doan chịu ý người. Chịu phép rửa xong, Chúa Giêsu liền bước lên khỏi nước và này các tầng trời mở ra, người thấy Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống như bồ câu và đến trên người. Rồi ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: Này là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Đó là... Công đoàn rất thân mến. Hôm nay chúng ta phải nói rằng một ngày đẹp và ý nghĩa. Đẹp không phải vì nơi bờ sông Gio Đan đoàn lũ tuần đến đó. Đẹp không phải vì một dòng sông chảy suốt giữa sa mạc ý nghĩa không phải vì người ta nô nức đồn thổi để đến với dòng sông Jordan nhưng đẹp và ý nghĩa bởi ngày hôm nay đem đến cho chúng ta một cuộc gặp gỡ cuộc gặp gỡ giữa chính nguồn mạch Trường Sinh với dòng nước Jordan. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Đẹp và ý nghĩa bởi vì chính trong cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa đã mặc khải, Thiên Chúa đã mời gọi và cho chúng ta chiêm ngắm Ngài. Chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa làm người Dẫu Ngài chính là nguồn mạch nước trường sinh Nhưng hôm nay đã bước xuống dòng nước Ngài là đấng rất thánh thiện Nhưng hôm nay lại để cho dòng nước sông Gio Đan bao phủ lên người Ý nghĩa Bởi vì chính trong cuộc gặp gỡ này Đã mặc khải cho chúng ta một mầu nhiệm ba ngôi thiền chúa cha đây là con yêu dấu của ta ta hài lòng về ngài thánh thần như bồ câu đã đậu xuống trên ngài trên đấng đã từ dòng nước bước lên đẹp và ý nghĩa bởi chính cuộc gặp cuộc gặp gỡ này đã mời gọi chúng ta hãy đến hãy nghe và hãy chiêm ngắm đến nghe và chiêm ngắm một thiên chúa ở với con người mang mặc lấy tất cả những yếu đuối của con người ngoại trừ tội lỗi để rồi ngài cảm nhận được ngài thấu hiểu được cái nỗi đau đớn của con người và ngài dâng con người lên cho thiên chủ trà cộng đoàn rất thân mến. Thật đẹp. Thật ý nghĩa khi tất cả chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm. Chiêm ngắm chính tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, này là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Ngài. Chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm và được mời gọi để cùng liên kết với chính ngài hôm nay đây lời chúa đã đang và tiếp tục dẫn đưa chúng ta để khám phá khám phá hình ảnh đẹp của thiên chúa ngay trong cuộc đời của mỗi người chúng ta khám phá ra chính những lời ngọt ngào mà chúng ta vừa được nghe kinh thánh nói với chúng ta đây là con yêu dấu của ta ta hài lòng về người đó chính là lời mà vẫn tiếp tục vang lên trong cuộc sống của tôi của ông bà anh chị em của tất cả chúng ta qua từng biến cố của đời sống để rồi khi chúng ta tìm được một sự liên kết mật thiết với đấng từ dòng nước đi lên đó chúng ta sẵn sàng đón nhận tất cả với hình ảnh của thiên chúa làm người cho dẫu những sự kiện đến với chúng ta vui buồn sướng khổ làm sao trong mọi sự kiện đó chúng ta vẫn nghe được lời mời gọi một lời giới thiệu để chúng ta đón nhận chính con Thiên Chúa và cái bối tường quan đó đem chúng ta đến chỗ được đầy Chúa, được đầy tràn Chúa. Công đoàn thân mến, năm nay chúng ta cùng với giáo phận chúng ta hiệp thông để loan báo tin mừng, hiệp thông để giới thiệu, hiệp thông để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Làm sao có giới thiệu, làm sao có thể loan báo, làm sao có thể đem Chúa đến nếu chính bản thân chúng ta không có Chúa. Làm sao chúng ta có thể có Chúa khi chúng ta không tạo được một cái sự liên đới mật thiết với Ngài. Vậy đấng mà được chính Thiên Chúa Cha giới thiệu, đây là con yêu dấu đây là đấng mà chúa cha hài lòng ngày của ngày năm xưa cũng là của ngày hôm nay của giây phút này của giây phút mà mỗi người chúng ta đang đối diện với từng sự kiện của cuộc sống như bao nhiêu người ở sông Gio Đan Thì chúng ta cũng đang sống trong một cái bối cảnh của xã hội Và cần phải nhìn ra được hình ảnh của con Thiên Chúa Bằng cái liên đới giữa chúng ta với Ngài Và chính hình ảnh đó dẫn đưa Chính hình ảnh đó thúc đẩy chúng ta mang mặc và giới thiệu Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa Chắc chắn rằng như chính lời Kinh Thánh nói, Ngài chịu phép rửa không phải vì tội lỗi của Ngài. Doan đã giới thiệu rất rõ ràng Chính tôi cần được Ngài làm phép rửa Mà sau Ngài lại đến với tôi Hình ảnh của Chúa chịu phép rửa là một lời mời gọi Mỗi người chúng ta cũng hãy chìm ngập trong chính Chúa Không chỉ chìm ngập trong dòng sông Giao Đan Chìm ngập trong ân sủng và tình yêu của Ngài Để rồi chúng ta mang mặt được khuôn mặt Bức chân dung đời sống của Ngài Và sẵn sàng cất bước ra đi. Cộng đoàn thân mến. Ước mong rằng mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đây, giây phút này đây bằng một liên đới đẹp, một liên đới ý nghĩa một sự kết hiệp mật thiết với chính Chúa Giêsu. Với chính đấng đã bước xuống dòng nước. Đã chịu để cho dòng nước bao phủ lấy ngài. Chúng ta bằng sự kết hợp với Ngài Ân sủng của Ngài cũng sẽ bao phủ lấy cuộc đời của chúng ta Bao phủ lấy đời sống này Và chúng ta được tràn đầy Chúa Và sẵn sàng ra đi giới thiệu, trao bàn loan báo Và đó mới là thành công Và đó mới là việc chúng ta đã nghe lời Chúa Và đã sẵn sàng đáp lại Xin Chúa Giêsu đấng đã chịu để cho dòng nước bao phủ Cũng giúp cho mỗi một người chúng ta Chỉ để cho ơn của Chúa bao phủ lấy cuộc đời Chúa bước lên khỏi dòng nước Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta Sẵn sàng bước vào đời để giới thiệu Chúa Bước vào đời để trao ban, để loan báo Để vẽ lại khuôn mặt Chúa cho những người khác Cảm nhận và yêu mến Chúa Xin mẹ Maria đứng luôn luôn gần kề con mình cũng giúp cho tất cả chúng ta như mẹ giới thiệu Chúa, như mẹ trao ban loan báo để tất cả mọi người nhận biết ơn Thiên Chúa trong cuộc sống. Amen.